Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm một cái bài test trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình các bạn. Là Apple nói là trên cái cáp UPTC này thì tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2 gấp 3 lần cổng Lightning. Thì mình sẽ làm một cái bài test nhỏ nhỏ như các bạn thấy. Ở đây mình có một cái file video quay khoảng 31 phút và quay ở độ phân giải là 4K, nó có cái dung lượng là 5,51GB các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái iPhone 15 Pro Max này với cổng C2C và một cái iPhone 13 Pro Max của mình đang quay video cho các bạn đó là sử dụng cổng C2 Lightning. Lưu ý là hai cái cổng cáp này á các bạn, hai cái cổng cáp này nè đều là đi theo máy nguyên zin luôn nha các bạn nha. Mình không có đổi cổng cáp khác. Cổng cáp này mình C2 Lightning này mình sử dụng được 2 năm rồi đó. Từ lúc mua con 13 Pro Max tới giờ thì nó cũng hơi cũ xíu đó các bạn. Còn cổng C2C thì mời các bạn cùng mình test xem tốc độ truyền file từ con iPhone 15 Pro Max với lại con iPhone 13 Pro Max của mình qua cái máy tính Windows, cái laptop Windows của mình nè. Thì để xem thời gian nó nhanh hơn là bao nhiêu ha. Rồi, mời các bạn xem video. Rồi, vừa rồi là mình đã test xong một cái bài test nhỏ
tốc độ truyền file giữa hai con 13 Pro Max và con iPhone 15 Pro Max của mình đây, với cổng C2C và cổng C2 Lightning. Thì các bạn thấy như thế nào về tốc độ truyền file trên cái con iPhone 15 Pro Max này? Nhớ để lại ý kiến của các bạn bằng cách comment dưới video ha. Rồi, nếu mà thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình ha.